cái gì đấy nha. Rắn. Có ai không? Rắn. Cắn lên kia, anh đang làm vườn đằng đấy, anh bị nó cắn. Lấn gì vậy anh? Anh không biết, đau quá rồi, anh đau quá. Anh... Thế để em dìu anh về. Anh nặng quá. Thế anh ngồi im đây để em đi gọi người anh nhá. Hộ anh với nhá. Nào ấy, em đi rắn cắn anh. Rắn cắn gì? Cắn em chả biết, giờ em đau đầu chóng mặt quá anh. Không biết rắn gì à? Giờ em đau đầu chóng mặt. Ông cổng lên đi, ông cổng đi à? Đó, rắn độc à? Chết mất ở đây. Đưa đi viện nhé. Đưa đi viện, đưa xa đi. Chạy trước, xa đi. Để nếu rắn độc thì quỷ rắn á, không biết rắn gì. Để chết bắt đầu như thế thôi.